Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021. Hộ bà Nguyễn Thị Chinh Nhân ở phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ thuộc diện giải tỏa nút giao thông quốc lộ 1A và đường vào trung tâm y tế huyện Hòa Vang. Tổng diện tích đất bị thu hồi là 140m² và chia làm hai lần vào hai thời điểm khác nhau. Lần 1 thu hồi 90m² và lần 2 là 50m². Đối với trường hợp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh thống nhất gộp các lần giải tỏa lại. Trên cơ sở đó, tính toán việc bố trí đất tái định cư cho hợp lý và bảo đảm quyền lợi cho người dân. Chủ tịch Lê Trung Chinh giao quận Cẩm Lệ ra soát lại, thanh tra thành phố đề xuất cụ thể với Ủy ban Nhân dân thành phố để sớm giải quyết cho bà Nhân. Tiếp ông Đặng Ngọc Tuân, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ thuộc diện giải tỏa dự án cải tạo nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Công Hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh ghi nhận về sự đồng thuận ủng hộ của gia đình đối với chủ trương thực hiện dự án của thành phố. Hiện gia đình đã nhận đất tái định cư và thành phố cũng đã nhiều lần hỗ trợ. Chủ tịch Lê Trung Chinh giao quận Cẩm Lệ xem xét kiến nghị của ông Tuân về việc xin thành phố hỗ trợ thêm và sớm có đề xuất cụ thể. Đối với trường hợp ông Trần Thắng ở 96 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định chính quyền đã bố trí tái định cư cho gia đình ông Thắng theo đúng quy định của pháp luật. Còn việc chia tài sản là thuộc về chuyện nội bộ của gia đình ông Thắng, chính quyền không can thiệp.